trong tình yêu bây giờ nó sẽ không còn dựa theo những cảm xúc cá nhân. Mình nghĩ đó là sự thất bại của mình, cho nên mình không bao giờ mình hài lòng với những gì mình đang có. Chứng hành hả? Chứng hành nhiều tính xấu lắm. My life, my color. Xin chào tất cả mọi người, mình là Trịnh Thắng Bình. Tôi là Sơn Huy, rất vui được gặp gỡ lại tất cả các bạn. Bình cũng không nói là Bình tạm ngưng ca hát nữa, mà có một khoảng thời gian Thanh Bình dành nhiều thời gian hơn cho mình trong công việc sản xuất. Nhưng mà sau đó thì Thanh Bình cảm thấy là mình vẫn thích cái công việc gọi là làm nghệ sĩ nhiều hơn, và sau đó Thanh Bình quay trở lại với công việc ca hát và tham gia bộ phim Ngoài 80 cũng như là ra mắt những ca khúc mới. Và cái chuyện đó là cái chuyện nó quá lâu, nó không phải là trong hiện tại. Có chứ, khi mà có khoảng thời gian mình dành nhiều thời gian cho công việc làm sản xuất hơn thì mình hiểu được nhiều hơn, mình có được nhiều cái góc nhìn hơn giữa một người sản xuất, cái sự kết nối một người sản xuất và một người nghệ sĩ, cũng như là đem lại cái giá trị mà tinh thần đem về cho mình nhiều nhất đó là cái gọi là cái giá trị về đam mê. Khi mình làm sản xuất xong, mình thấy mọi người hát trên sân khấu và cái sự đam mê của mình với cái âm nhạc nó cũng quá lớn, nó khiến cho mình nghĩ là thật ra là mình không thể sống nếu mà mình không làm công việc này. Thật ra thì Thắng Bình luôn ước ao là sẽ có một lần sẽ được hợp tác làm việc với lại tượng đài âm nhạc, cái người mà thần tượng rất là lâu năm của Thắng Bình, đó là Châu Kiệt Luân. Nhưng mà thật ra điều này cũng rất là khó, tại vì đến tận giờ phút này anh Châu Kiệt Luân anh vẫn đang là một trong những kiểu mà tượng đài rất là lớn của âm nhạc của Đài Loan cũng như là thị trường ở Trung Quốc. Cái công việc người ta quá bận rộn, mà người ta đang ở một cái đỉnh cao mà nó cũng không bị ai xô ngã, cho nên là cái việc mà để mà làm việc được với một tượng đài như vậy thì rất là khó. Hy vọng thôi, có thể là một thời gian sau này mình trưởng thành hơn thì tất nhiên là cái suy nghĩ mình sẽ khác hơn, thì cái âm nhạc mình nó cũng sẽ khác hơn. Tại vì mình là một người sản xuất và viết ra những ca khúc nó theo những gì mình nghĩ lúc đó, chắc là cái giá trị cốt lõi của mình vẫn sẽ là âm nhạc của bản thân mình. Còn cái chuyện mà mình sẽ phát triển theo hướng nào thì mình phải coi là lúc đó thời điểm đó là cái gu mình như thế nào, suy nghĩ mình như thế nào và cái cảm xúc mình như thế nào, nó sẽ là chất xúc tác để cho mình làm ra những sản phẩm âm nhạc của mình. Biết nhiều nghệ sĩ vẫn là cái chuyện đời tư, hay mình nghĩ là cái chuyện đó là chuyện ai cũng vậy, không phải riêng mình, cho nên mình cũng không có cảm thấy áp lực gì nhiều. Và mình cũng không phải là người mà gọi là đi rao chuyện tình cảm cá nhân hay chuyện đời tư của mình. Mình vẫn thích mọi người quan tâm mình đến những cái sản phẩm, những cái giá trị về âm nhạc và những cái giá trị về gọi là mang tính giải trí cho mọi người nhiều hơn là cái chuyện mà đi bán đời tư, cho nên là mình cũng không có áp lực mà mình cũng không có muốn chảy lòng gì rất nhiều. Thật ra nếu mà ở sau cái độ tuổi này, khi mà mình trưởng thành hơn, mình đã trải nghiệm nhiều hơn thì cái quan niệm về tình yêu mình nó sẽ phải khác. Mình trưởng thành hơn, mình lớn hơn thì nó sẽ đầm tính hơn, nó sẽ suy nghĩ nhiều hơn và suy nghĩ sâu và xa hơn. Trong tình yêu bây giờ nó sẽ không còn quá là dựa theo những cảm xúc cá nhân, cảm xúc nhất thời nữa, mà nó còn phải có những cái sự tính toán về lâu dài, về những cái trách nhiệm, về những cái lâu dài hơn cho những cái mối quan hệ của mình. Nó khác với hồi xưa nhiều, tại bây giờ lớn rồi, nó sẽ suy nghĩ khác. Thật ra là trước đây khi còn trẻ thì chúng ta luôn luôn sẽ đưa ra những cái mẫu người, một những mẫu người yêu hoàn hảo cho bản thân mình, đúng không? Mua sắm với Shopinix, nhận hoàn tiền từ hơn 100 thương hiệu. Tại Shopinix, net đây. Đưa ra những cái mẫu người, một những mẫu người yêu hoàn hảo cho bản thân mình, đúng không? Nhưng mà khi mà trải nghiệm nhiều rồi, thật ra Thăng Bình nghĩ là cái cảm giác á, cái cảm giác rất là quan trọng. Và đối với Thăng Bình thì cái cảm giác mà một người phụ nữ có thể đem lại cho mình, mà mình nghĩ là mình có thể sống và ở bên cạnh họ lâu dài được, đó là cảm giác bình yên. Thăng Bình nghĩ là có chứ. Bất cứ ngành nghề nào chúng ta cũng sẽ có những người bạn cùng ngành, thì showbiz nó cũng vậy thôi. Có thể mọi người sẽ nghĩ là thực ra showbiz hay cạnh tranh nhau cho nên là nó khó có tình bạn á, nhưng mà mình nghĩ là cũng không đâu. Thực ra ngành nào cũng cạnh tranh nhau mà, cùng ngành là sẽ cạnh tranh rồi, thì mình không nghĩ là cái cùng ngành là sẽ không thể là bạn với nhau. Chân Thành là một người bạn tốt, một người mà thân mình nghĩ là mình có thể tin tưởng với tư cách một người bạn, mà họ sẽ không bao giờ làm tổn thương mình nghĩ rằng đối với Chân Thành cũng vậy.
rất nhiều năng lượng tích cực. Khi mà ở bên cạnh Trấn Thành thì bạn sẽ có được nhiều năng lượng tích cực cho về cuộc sống, cuộc đời này hơn. Khi mà có nhiều năng lượng tích cực thì chúng ta sẽ có những cái hành động tích cực. Khi mà chúng ta có nhiều hành động tích cực thì chúng ta sẽ đem lại được những kết quả rất là tích cực cho cuộc sống của mình. Trấn Thành hả? Trấn Thành nhiều tính xấu lắm. Nhưng mà thật ra là chắc là Trấn Thành là người mà hay đưa ra những lời khuyên mà nó bị mang tính tổn thương nó khá cao ấy. Không phải chỉ riêng thằng Bình đâu, mà thằng Bình mình nghĩ là tại vì Trấn Thành là một người cũng khá là thẳng tính đó. Cho nên là khi mà bạn đưa ra những lời khuyên thì thật ra nó cũng khá là thẳng thắn và nó cũng mang tính tổn thương cao. Cho nên là mình nghĩ đó là một trong những điều mà nếu mà những người nào mà dễ bị tổn thương đó, khi mà nhận được những lời khuyên đó chắc là sẽ khá là tổn thương. Thực ra thì điện ảnh nó cần khoảng một thời gian dài hơi hơn, nó cần thời gian nhiều hơn. Còn hiện tại thằng Bình sẽ muốn dành tất cả khoảng thời gian của mình cũng như là nhiều thời gian hơn để cho công việc ca hát của mình, vì đó là một công việc nó đã gắn bó và nó đã nuôi sống mình, nó đã cho mình tất cả rất là nhiều thứ cho đến thời điểm này. Thực ra khi mà nhận được lời mời của đạo diễn Lúc Vân thì thằng Bình thấy là đây là một kiểu vai diễn cũng khá là hay, và đây là một dự án mà cũng khá là hấp dẫn. Trong bộ sưu tập vai diễn của thằng Bình muốn có một cái vai diễn như vậy, cho nên là thằng Bình đồng ý tham gia dự án Nhân Duyên. Điểm đặc biệt nhất của nhân vật lần này đó là một nhân vật nói là có số tuổi thọ cao thì không đúng, mà có một nhân vật mà một người tối cổ được đến giờ vẫn còn đang tồn tại. Âm khí của người sẽ hút cạn dương khí của cô ta. Nếu như người còn ở lại lâu hơn, cô ta sẽ gặp nạn. Phân cảnh mà mất nhiều thời gian thực hiện nhất là phân cảnh mà vai Trần Nhật, khi mà vai diễn của Mai là Miu ấy được bức tranh với Trần Nhật. Lúc đó là thời gian nó lắng động lại, tất cả mọi thứ nó đều lắng động, chỉ có Trần Nhật và hai vị thần là hoạt động thôi. Nhưng mà thật ra là tất cả mọi người đều phải quay theo kỹ thuật kiểu mà giữ hình lại, cho nên là đó là một trong những cái cảnh quay mà nó mình nghĩ nó mất thời gian nhiều. Thật ra thì Trang Bình xem bộ phim này cũng được tầm 3-4 lần rồi. Tất nhiên là khi mà con người chúng ta không bao giờ hài lòng bản thân mình cả. Khi mà chúng ta làm được một việc gì đó tốt rồi, chúng ta vẫn muốn nó sẽ phải tốt hơn nữa, vượt qua những cái khả năng mà mình đang có và đã có. Thì cá nhân Thanh Bình cũng vậy, khi mà xem lại những vai diễn của mình, những bộ phim trước đây mình tham gia hay những sản phẩm nhạc của mình cũng vậy, mình cũng sẽ vẫn còn nhiều điều phải làm, có thể là mình sẽ làm tốt hơn được nữa trong tương lai, hoặc là trong lúc đó mình cứ nghĩ là nếu mà cho mình cơ hội làm tiếp nữa thì mình có thể sẽ làm tốt hơn. Con người luôn luôn muốn như vậy, cho nên mình không bao giờ mình hài lòng với những gì mình đang có đâu. Thật ra trong bộ phim này thì Thanh Bình tự đánh giá là mình cũng khá là tròn vai trong tất cả các phân đoạn, tất cả các phân cảnh theo lời yêu cầu của đạo diễn và yêu cầu của kịch bản. Cho nên là cá nhân mình thì mình nghĩ là mình sẽ có thể làm tốt hơn được nữa. Thanh Bình nghĩ là mỗi một khoảng thời gian chúng ta sẽ có những suy nghĩ khác. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ mình thì chúng ta sẽ nghĩ là nếu mà cho mình làm lại cái việc đó chắc chắn mình sẽ làm tốt hơn. Tại vì sao? Mình đã có kinh nghiệm hơn rồi. Rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là Thanh Bình nghĩ là chắc là cái ngày cảnh quay ở Bình Phước á. Tại vì đó là một cái ngày quay trời rất nắng và rất nóng, và cả đoàn phim gần như là không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, vì trong đêm là mình di chuyển đến Bình Phước. Khi mà đến Bình Phước mà trời bắt đầu có nắng rồi thì là mình quay luôn đến khi mà trời tắt nắng, gần như là ngủ trên xe á. Thì cái sức khỏe nó cũng không có đủ nhiều, và cái khu vực Bình Phước đó chúng ta cũng không có nhiều gọi là nơi gọi là nhà nghỉ hay gì cả. Tất cả mọi hoạt động nó đều vòng quanh trong chiếc xe của mình và cái liều của đoàn phim thôi, cho nên rất nhiều kỷ niệm. Thực ra thì Thanh Bình cũng đã quay xong một bộ phim điện ảnh, chắc là năm sau sẽ ra mắt. Thì đây là một cái vai diễn mà nó cũng khá là đặc biệt đối với Thanh Bình. Thanh Bình hy vọng mọi người sẽ thích, hy vọng là năm sau Thanh Bình sẽ có nhiều cơ hội để tham gia những vai diễn mà mình mong muốn hơn. Nó sẽ không đơn giản là những vai diễn mà chúng ta cứ vui vui, mình cho nó sẽ có chiều sâu về tâm lý nhiều hơn nữa. Thật ra vai diễn Thanh Bình yêu thích nhất chắc chắn là sẽ là vai diễn Sơn Huy của ông ngoại tuổi 30. Sau vai diễn đó thì nó mở ra cho Thanh Bình rất là nhiều cánh cổng và nhiều cơ hội mới, cũng như là đó là một cái vai diễn điện ảnh đầu tiên của Thanh Bình, thì tất nhiên nó sẽ có giá trị kỷ niệm cao nhất. Baby à, về nhà nhắn tin cho anh biết nha. Thật ra Bình nghĩ đó là với cái xã hội và cái cuộc sống của Việt Nam chúng ta thì làm nghệ sĩ cũng sướng rồi. Thật sự, tại vì thực ra khán giả Việt Nam mình cũng rất là dễ chịu nè, cũng không có bị quá là hằn học hay cũng không có quá là chi chít, và xã hội chúng ta cũng là một xã hội mở, mọi người cũng rất là biết thông cảm với nhau á. Giống như mình nghĩ là người Việt mình vốn dĩ đã là cái người mà hay tha thứ và rất là cũng kiểu mà rất là dễ chịu.
thì Học Bình nghĩ là cái nhìn có nhiều cái xã hội, những cái nước khác đó, nó áp lực nhiều hơn với con người. Và giống như các bạn thấy là giống như căn bản như là ở Hàn Quốc đi, khi mà bạn có một cái scandal nào, bạn có một cái gì đó nó không tốt rồi thì gần như là xã hội sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn, gần như là vậy. Nhưng mà so với cái xã hội hay so với cái showbiz của Hàn Quốc hay Việt Nam, chúng ta thật sự mình phải nên vui vì mình đang có được trong một cái xã hội, một cái thế giới người Việt của mình nó cũng khá là ôn hòa, cho nên dễ chịu. Chúng ta từ bây giờ mình so sánh tại sao ngôi sao Hàn Quốc được thế này thế nọ thế kia mà tại sao mình chưa được như vậy, thì bạn hãy nhìn lại cái xã hội của họ làm sao, cái sự phát triển của họ như thế nào. Ngay cả với mình nói đơn giản như là người Nhật đi, mỗi ngày người ta ngủ 5 tiếng đó là một cái giấc ngủ bình thường của họ. Đối với người Việt mình thì cái xã hội mình ngủ 5 tiếng là có nghĩa là bóc lột đó, đúng không? Cho nên là nó sẽ khác nhau, mỗi một xã hội, mỗi một cái đất nước, mỗi một pháp luật, văn hóa nó sẽ khác nhau hết. Cho nên là mình nghĩ là mình đang sống trong một cái môi trường nó dễ chịu và nó ôn hòa. Thật ra nếu mà nói về mình áp lực mình muốn ngừng cái công việc này á, thì chắc không. Chỉ có mình áp lực là mình muốn làm sao để cho công việc mình nó tốt hơn á, nó không bị dậm chân tại chỗ á, thì có áp lực đó. Hoặc là công việc mình nó không đem lại được cho mình điều gì hết, rồi mình muốn dừng để mình đổi một công việc khác á, thì có suy nghĩ đó. Chứ chưa bao giờ mình nghĩ là mình dừng công việc này vì áp lực. Thật ra có áp lực mới phát triển mà. Thì bản thân mình thì mình luôn tự tạo áp lực cho mình mỗi ngày với công việc này, tại vì thật ra mình muốn phát triển nhiều hơn và mình yêu cái công việc này. Mình không muốn mình sẽ bị đào thải sớm, mà không muốn mình sẽ về hưu sớm. Cho nên là mình luôn luôn cố gắng trau dồi cũng như là cố gắng phấn đấu áp lực cho mình để mình mau chóng có nhiều sản phẩm được mọi người yêu thích và mình sống lâu được với công việc này. Con người chúng ta sinh ra nó sẽ có những cái sức chịu đựng nhất định á. Mỗi con người sẽ có những cái sức chịu đựng khác nhau. Đối với thân bình tự đánh giá mình là một người có sức chịu đựng dai dẳng á. Cho nên khi mà mình có việc cái áp lực công việc nào đó hay một cái áp lực nào đó trong cuộc sống đó, thì mình sẽ cố gắng mình giải quyết cái áp lực đó luôn. Xong, sau khi giải quyết xong thì mình sẽ gọi là xả ra, thì có thể là mình sẽ bệnh khoảng tầm 3-4 ngày liên tục, hay là thậm chí một tuần. Là sau khi mình giải quyết cái áp lực đó xong thì mình sẽ có một cái gọi là buông thả cái cơ thể cho nó tự nghỉ ngơi. Có thể là những hôm mình sẽ ốm hoặc là mình sẽ bị hơi kiệt sức tí xíu, nhưng mà sau đó khi mình nạp đủ năng lượng thì mình lại tiếp tục quay trở lại với công việc của mình, thì điều đó nó cũng tốt. Áp lực nó tạo cho mình giải quyết được vấn đề nó tốt hơn. Chả ai bao giờ sẽ hài lòng với những gì mình đang có cả. Khi mà bạn có 1 thì bạn sẽ muốn 2, khi bạn có 2 bạn sẽ muốn 5, muốn 10. Khi bạn có 10 bạn sẽ muốn 100. Con người thì luôn luôn sinh ra là chúng ta đang phát triển. Chúng ta luôn muốn phát triển, chúng ta không bao giờ muốn dừng lại. Mình cũng vậy, mình cũng nghĩ là những cái gì mình đang có, những cái gì mình đang được thì thật sự là mình cũng rất là biết ơn cuộc sống của mình, biết ơn những người đã ủng hộ mình, đã cho mình được cái công việc này, đó là khán giả của mình. Nhưng mà thân mình nghĩ là chắc là mình cũng sẽ phải phát triển nhiều hơn, mình phải cần nhiều hơn nữa, mình phải trau dồi nhiều hơn, mình phải phát triển nhiều hơn, và mình muốn tốt hơn bây giờ nhiều nữa. Và mình nghĩ là cho đến tận 50 tuổi chắc là cái suy nghĩ đó sẽ còn. Mỗi một nghệ sĩ, cái giá trị cốt lõi á, vẫn là cái cá tính riêng của mọi người á. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn tạo được một cái gọi là ấn tượng riêng cho khán giả, cũng như là muốn có một cái con đường mà nó thật sự chắc chắn cho bản thân mình á, thì chắc là mình nghĩ là chúng ta cứ bán những cái gì gọi là cá tính của mình cho cái sản phẩm của mình. Bán ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta làm cái điều đó, chúng ta tin vào những cái cá tính của riêng mình, âm nhạc của mình, cá tính trong giọng hát của mình. Chứ chúng ta đừng có nên cố gắng là theo đuổi một cái hình tượng nào đó mà nó không phải thật sự là mình á. Thì mình nghĩ điều đó nó sẽ đem một cái kết quả nó không tốt. Tại vì nếu mà bạn là một cái bản sao hoàn hảo của một ai đó thì mình nghĩ đó là sự thất bại của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc trò chuyện vừa rồi của Thăng Bình. Và hy vọng là những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Thăng Bình mọi người sẽ đón nhận nhiều hơn, và chúng ta sẽ còn dài dài gặp nhau nhiều hơn. Mua sắm với Shopinix, nhận hoàn tiền từ hơn 100 thương hiệu. Tại Shopinix, net, 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 net đây.